Chào các bạn đã quay lại với căn bếp của Mai Hương ha. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp để làm món bún riêu chay nha. Đối với mình thì cái món này rất ngon mà lại thanh mát nữa. Còn hình thức thì đẹp mắt không thua gì món mặn. Toàn bộ công thức món ăn mình để ở ngay bên dưới video này ha. Và các bạn ơi, ủng hộ tinh thần giúp mình nghe bằng cách đăng ký kênh nè. Nhấn vào những cái nút nằm ngay bên dưới video này. Nút like nè. Nút đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo. Và trở lại với món bún riêu chay, thì để có được những cái tảng riêu cua mà các bạn muốn làm một cách nhanh gọn lẹ nhất thì đi chợ mua về 10.000 đồng ốc đậu như thế này. Cái bịch này nó rất nóng, các bạn cứ để yên như vậy cho đến khi nấu xong là nước lèo thì mở ra, cho vô một cái vợt. Nó xốp và nhẹ như thế này, chúng ta múc từng tảng lớn cho vô nồi nước lèo và nó sẽ giống y như riêu cua. Thế nhưng nếu các bạn muốn nó ngon hơn, đẹp mắt hơn thì cần phải chịu khó chế biến thêm một chút như vậy ha. Trước tiên chúng ta ém nó xuống cho nó phẳng ra, rồi dùng một số vật nặng đè lên để ép xuống cho nó ra hết nước. Mình để ở đây khoảng 15 cho tới 30 phút, đi cắt nhỏ một ít hành bo rô. Phi cho thơm cho vàng lên, để một phần thì cho vô riêu cua, còn một phần còn lại sẽ rắc lên topping cho cái tô bún riêu ha. Nó vàng như vậy là trút ra vợt để cho ráo dầu. Chúng ta cắt bỏ gốc 150g nấm bào ngư, rồi ngâm rửa với nước muối khoảng 3 phút. Cho nắm vô một cái bao lưới để vắt cho thật là ráo nước. Xong rồi cắt nhỏ nắm ra. Cho nắm vô cối và xoay nhuyễn. Cái phần đậu hũ lúc này đã rất là ráo nước rồi, mình cho tiếp vô cối xay. Với 400g cả nấm và ốc đậu thì chúng ta nêm vô đây 1 muỗng ăn cơm hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành bo rô phi, 1 muỗng canh dầu hành phi. Xay nhẹ một lần nữa cho tất cả trộn đều với nhau. Mình quét dầu vô khuôn để chống chín ha. Rồi cho hỗn hợp nấm đậu vô đây. Láng cái mặt cho nó bằng phẳng rồi đem đi hấp. Hấp trong khoảng 7 phút và trong thời gian đó chúng ta chuẩn bị lòng đỏ trứng chay để quét mặt. Nó là một cái hỗn hợp gồm có 1 muỗng canh bột gạo nè, 1 muỗng canh nước lã, 1 muỗng canh dầu màu điều với một chút xíu màu gạch tôm. Các bạn thấy có giống cái lòng đỏ trứng không? Sau khi đã hấp 7 phút chúng ta quét lên đây và hấp thêm 5 phút nữa nhưng không đậy nắp cái xửng hấp này để giữ màu cho đẹp ha. Và đây chúng ta có một tảng riêu cua luôn, rất là bắt mắt. Mình sẽ không thả vô nồi nước lèo mà sẽ xếp lên tô bún xong rồi chan nước lèo lên. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị rau để ăn cùng bún riêu. Món bún riêu ngày hôm nay sẽ có khoảng 200g chả lụa chay nè. Cái video làm chả lụa chay này, mình để cái link ở ngay bên dưới, các bạn bấm vào để xem ha. 200g đậu hũ bi đã chiên sẵn mua về. 3 trái cà chua chín đỏ. 150g nấm rơm, cắt bỏ đầu. Ngâm và rửa với nước muối khoảng 5 phút. Chúng ta khứa đầu cây nấm như vậy ha. Và rửa lại nước lã một lần nữa. Chúng ta
ta xào nấm rơm trước khi cho vô nồi nước lèo. Hành phi thơm thì cho nấm rơm vô. Nêm vô 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/5 muỗng cà phê bột ngọt. Xào nhanh trong khoảng 5 phút. Rồi rắc vô một chút tiêu xay. Tiếp theo chúng ta cắt muối cao 1/2 số cà chua. Một nửa cà chua còn lại cắt nhỏ ra. Chúng ta phi dầu với một chút hành bò rô cho thơm lên. Rồi cho phần cà chua cắt nhỏ vô. Nêm vô đây 1 muỗng cà phê đường cát trắng, 1/2 muỗng cà phê muối. Cho vô một chút xíu nước và đậy nắp lại. Nấu nhỏ lửa trong 5 phút cho cà chua nó chín mềm ra. Rồi nêm vô đây 2 viên chao trắng. Tiếp theo cho vô đây 1,2 lít nước dừa tươi theo ý thích của nhà mình ha. Nếu các bạn không thích thì dùng nước lèo chay nấu bằng rau củ hoặc là nước lã cũng được. Khi nước sôi lên thì cho toàn bộ phần cà chua cắt muối cao vô. Phần nấm rơm đã xào lúc nãy cho vô luôn. Và tiếp tục nêm vô đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đầy vung hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường cát. Nếu cảm thấy cần thêm vị chua thì các bạn nêm vô đây 1 ít nước cốt me ha. Và nếu muốn màu sắc đậm đà hơn thì các bạn thêm vô đây 1 chút dầu màu điều. Phần đậu hũ chiên thì chúng ta chỉ cho vô ngay trước khi ăn. Đối với mình, lá ngò gai rất là thích hợp với món bún riêu, cho nên mình cắt nhỏ một ít, cho vô nồi nước lèo. Và bây giờ chúng ta dọn bún riêu ra để mời cả nhà cùng thưởng thức ha.